Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube chính thức của tiến sĩ dược sĩ Đào Văn Đôn. Trong clip này thì mình chia sẻ với các bạn về cách sắp xếp tài liệu tham khảo theo trật tự tiếng Việt trước, tiếng Anh sau. Trong mỗi thứ tiếng, tiếng Việt thì chúng ta sắp xếp theo thứ tự tên tác giả theo vần alpha b. Về tiếng Anh thì chúng ta lại sắp xếp theo thứ tự về họ tác giả cũng theo thứ tự alpha b. Vậy chúng ta phải làm như thế nào? Để làm được việc này thì trước hết thì các bạn mở một file Word ra. Để tôi lấy ví dụ các bạn luôn ở trong này. Thử trích định dẫn tài liệu tham khảo tiếng Việt và tiếng Anh. Sau đó các bạn EndNote, các bạn chú ý rằng X7, X8, X9 thì cách sử dụng tương tự như nhau. Chúng ta go to EndNote, chúng ta mở EndNote ra. Khi vào trong EndNote này thì đây các bạn vào được giao diện của EndNote thì các bạn chú ý là để làm được điều này thì chúng ta với mỗi tài liệu tham khảo tiếng Việt chẳng hạn thì chúng ta cần có chữ V hoặc là VIE. Chúng ta thống nhất là dùng V thì tất cả đều là chữ V và VIE thì tất cả đều là VIE hết. Ví dụ tôi cho các bạn biết đây là một tài liệu, là một bài báo tiếng Việt thì chúng ta nhập nhảy sang Triệu Tiến, Đôn, Đào Văn, tức là chúng ta sẽ để tên sau là phẩy. Mỗi một tên tác giả chúng ta để một dòng, ngay sau tên là chúng ta để dấu phẩy. Để cách nhập tài liệu tham khảo thì chúng ta cần phải đảm bảo yêu cầu này. Ở phía dưới này là phần ngôn ngữ thì chúng ta để chữ VIE. Đây các bạn chú ý. Như vậy thì chúng ta mới nhập được tên tài khi mà chúng ta nhập tài liệu tham khảo đúng như vậy thì về sau các bạn sắp xếp tài liệu tham khảo mới theo được đúng yêu cầu như kia. Vậy là đây ví dụ tôi lấy tài liệu này làm tài liệu trích dẫn nhá. Đây các bạn nhìn này. Đó, sơn này, thơm này. Đây tôi lấy mấy tài liệu này làm tài liệu tham khảo trích dẫn, tài liệu tiếng Việt đây. Tôi chèn nó vào đây. Rồi chúng ta đã có những tài liệu tham khảo trích dẫn. Với tên tài liệu tham khảo là một tổ chức thì chúng ta làm như thế nào? Đây giả sử chúng ta tổ chức là Bộ Y tế thì các bạn chú ý thì chúng ta sẽ đánh là cả Bộ Y tế phẩy. Thì như vậy về sau khi mà sắp xếp thì EndNote sẽ hiểu rằng chữ bộ này, cả Bộ Y tế là một từ. Vậy chúng ta sẽ sắp xếp theo chữ cái đầu tiên là chữ bờ là của Bộ Y tế. Còn nếu mà theo tên từng tác giả ở đây ví dụ Khoa Trần Văn, tên là Trần Văn Khoa ấy, thì người ta EndNote sẽ sắp xếp theo thứ tự của chữ cái đầu tiên là chữ Khoa chứ không phải chữ Trần Văn. Các bạn chú ý ạ, phải theo tên tác giả. Đó là chúng ta chú ý về cách nhập tài liệu tham khảo tiếng Việt ở dạng tên tác giả thì chúng ta nhập cả họ tên, tên trước phẩy rồi đến họ và tên đệm. Mỗi tên tác giả chúng ta để một dòng. Còn với tên tác giả là một tổ chức thì chúng ta nhập nguyên văn tên của cả tổ chức đó và kết thúc bằng một dấu phẩy. Đây chẳng hạn như Bộ Y tế, nguyên văn tên tổ chức và kết thúc bằng một dấu phẩy. Được chưa? Đây là cái để chúng ta chuẩn bị. Đây chẳng hạn như tôi nhập tài liệu này vào. Chẳng hạn hai tài liệu tham khảo này. Tôi cũng chèn vào đây. Đây để chúng ta thấy này. Đây, chữ để sắp xếp tài liệu tham khảo chữ bộ này. Rồi đến chữ đờ này, chữ sờ này, tờ này, vân vân. Như vậy là chúng ta thấy là sắp xếp theo đúng thứ tự alpha b và theo tên của tác giả. Được chưa? Giờ chúng ta sẽ làm lần lượt từng phần một. Thế phần tiếng Anh. Phần tiếng Anh thì chúng ta làm như thế nào? Ở phần tiếng Anh thì các bạn đây các bạn nhìn tên này. Khi mà các bạn chọn chế độ nhập tự động theo EndNote, tôi có nhớ là trong các clip trước thì tôi đã hướng dẫn các bạn nhập tài liệu tham khảo tự động bằng EndNote thông qua PubMed. Thì gồm của chúng ta có thể nhập tự động từ PubMed hoặc là Google Scholar, nhưng thực sự là nhập từ PubMed thì tiện lợi hơn. Đây chúng ta thấy này, đây là họ, còn đây là tên tác giả. Về sau khi sắp xếp thì sẽ xếp theo họ này. Bạn nhìn chưa? Ở phần cuối này thì ngôn ngữ chúng ta để tiếng Anh. Tiếng Anh này ENG, thông thường chúng ta viết tắt bằng những từ như thế này. Đây là cái chuẩn chung thì chúng ta cứ dùng cái chuẩn chung như này để chúng ta viết tắt.
Đây, tôi cũng lại trích dẫn một số tài liệu tham khảo ở đây. Đây các bạn. Đấy, tôi trích dẫn một vài tài liệu tham khảo. Đây tôi đánh xuống đây. Tiếng Anh. Tôi sẽ để tên tôi sẽ để tên tác giả ở các chữ cái khác nhau nữa. Đây tôi sẽ kéo này. Đây xong phần này tôi để một tài liệu này. Rồi đây. Xong phần đây tôi để một tài liệu. Để chúng ta ví dụ thôi. Sau đó chúng ta xem phần tài liệu tham khảo ở đây. Các bạn thấy này. Bộ Y tế này thì đúng rồi, Sang Triệu Tiến Sang thì chưa đạt yêu cầu đúng không ạ? Thì chắc là chúng ta phải sửa lại cái định dạng này, làm sao phải xuất hiện là Triệu Tiến Sang chứ không xuất hiện như thế này được. Thế còn sang phần tiếng Anh, đây là chúng ta đảm bảo yêu cầu là tiếng Việt lên trước rồi nhá. Dưới này tiếng Anh Baker đúng rồi, Ham sai đúng rồi. Vậy là chúng ta đã đáp ứng được yêu cầu này. Bây giờ chúng ta làm sao chúng ta sắp xếp được cái này sang cho đúng thứ tự là Triệu Tiến Sang hoặc là Đào Văn Đôn vân vân. Đấy các bạn vào đây. Các bạn chọn này, bộ có hai cái style. Để quay trở lại đây thì tôi nói các bạn có hai style là hai style Bộ Giáo dục Đào tạo tiếng Việt và Bộ Giáo dục Đào tạo tiếng Anh chúng ta nên có. Trong clip trước thì tôi đã chia sẻ các bạn về bộ cài đặt ấy. Thì trong đó thì tôi đã gửi cho các bạn về hai style này, Bộ Giáo dục Đào tạo tiếng Anh và Bộ Giáo dục Đào tạo tiếng Việt. Các bạn copy hai cái style này vào phần EndNote ở trong này. Đây. Đây chúng ta chọn thư mục là style, chúng ta dán vào đây. Đây chẳng qua tôi dán vào rồi, tôi đã copy vào đây rồi cho nên nó đè lên tôi không làm nữa. Thì khi làm như thế thì sẽ hiện lên phần Bộ Giáo dục Đào tạo tiếng Việt. Trong Bộ Giáo dục Đào tạo tiếng Việt bây giờ chúng ta sẽ sửa cái này đi một chút đúng không ạ, cho nó theo đúng thứ tự theo phong cách của tiếng Việt. Output này chúng ta chọn Edit Output này, chọn Edit Bộ Giáo dục Đào tạo. Thế ở đây chúng ta ở trong phần này thì các bạn chú ý này, các bạn đây ở phần tên tác giả thì ở đây có dấu phẩy này mà tiếng Việt chúng ta lại viết liền tù tì đúng không ạ, Jane Smith. Đây thì chúng ta sửa này đi. Để chúng ta để Smith Jane. Để là Jane Smith. Rồi. Thì dưới này thì chúng ta cũng để tương tự như vậy. Do John. Được chưa? Thì sau khi chúng ta sửa cái này xong thì các bạn lưu lại thành một cái output mới. Bộ Giáo dục Đào tạo không? Bộ Giáo dục Đào tạo sửa chẳng hạn. Sửa, giả sử các bạn nhé. Đây các bạn lưu lại. Lưu lại xong chúng ta đóng cái này. Và đóng xong thì các bạn lại gọi cái này ra. Các bạn vào mục này, các bạn chọn style. Cho các bạn chọn Bộ Giáo dục Đào tạo tiếng Việt sửa đúng không ạ? Đây rồi. Các bạn chọn cái này. Sau khi chọn này xong thì cách xuất hiện của nó là như thế này. Đây các bạn có thể nhìn qua về cách xuất hiện của nó ở đây, chẳng hạn như này, Hiền đây, Preview đây, Nguyễn Thu Hiền, các bạn thấy đúng thứ tự chưa ạ? Vậy các bạn xem sang phần Word này xem có đúng không nhé. Phần Word đây không, chúng ta các bạn tới đây các bạn cũng chọn style đúng theo style kia, Bộ Giáo dục Đào tạo tiếng Việt sửa. Giờ các bạn thấy này, Trần Hùng Sơn này, Triệu Tiến Sang sắp xếp theo đúng thứ tự, thấy chưa ạ? Thì đây, vậy là chúng ta đã xong được cách sắp xếp theo tiếng Việt. Và tiếng Anh thì cũng sợ họ, mặc dù để tên như thế này và họ sắp xếp tương tự. Còn nếu mà các bạn lại muốn để ra một cái phiên bản để chữ Baker lên phía trước thì chúng ta kết hợp hai cách sắp xếp này thì cũng sẽ ra tương tự rồi. Vậy là chúng ta đã sửa xong style tiếng Việt. Có một vấn đề phát sinh ở đây. Một số bạn thì không thấy hiện được cái chữ ngôn ngữ language ở đây.
để làm sao để chúng ta xuất hiện cái này và cũng làm sao để chúng ta biến mất. Thì các bạn di chuyển sửa sang bên cạnh này. Các bạn tích chuột phải này. Đây các bạn xuất hiện này. Đây, tôi sẽ làm cho nó biến mất luôn rồi. Đây các bạn, di chuyển đây. Phần ngôn ngữ nhé, ngôn ngữ thì các bạn bỏ này đi cái thì tự động biến mất đúng không ạ? Còn các bạn muốn nó hiện lên thì các bạn cũng tích vào đây. Các bạn làm lại. Ở đây các bạn nhìn này, ngôn ngữ, language. Thì chúng ta tích vào đây thì sẽ hiện cái phần cái cột ngôn ngữ để chúng ta tiện tra cứu những từ như thế này. Còn một vấn đề nữa phát sinh là nếu mà các bạn muốn xuất hiện này, trên đây này, Vũ Thị Thơm đầy đủ này, nhưng dưới đây ví dụ bắt đầu từ chỗ này nhé, thì các bạn lại muốn xuất hiện này Baker nên trước. Đây giả sử các bạn lại muốn xuất hiện thì kiểu Baker nhỉ. Baker này, xong phẩy này. Hoặc là Baker được C.M. Và cộng sự vân vân. Thì chúng ta làm như thế nào? Cái xuất hiện này để làm được điều này thì chúng ta làm như nào? Thì thực ra là các bạn cũng làm tương tự như kia thôi. Chúng ta làm tương tự. Bây giờ chúng ta cũng lại vào style này nha. Đây. Đây được ra một cái Bộ Giáo dục Đào tạo tiếng Việt sửa. Đây các bạn cũng vào đây các bạn sửa luôn cái này cũng được. Các bạn tích vào Edit này. Bộ Giáo dục Đào tạo tiếng Việt sửa này. Đây các bạn cũng lại tiếp tục các bạn chọn đây. Bibliography này. Tên tác giả đây. Thì các bạn chọn như thế này. Smith Gen xuất hiện như này. Dow Jones các bạn cũng xuất hiện như này. Đồng thời các bạn lưu vào đây. Cho tôi một cái đây. Ví dụ Bộ Giáo dục Tiếng Anh. Thì chúng ta sửa cho tiếng Anh này nhỉ. Chúng ta lưu vào. Và các bạn đóng này lại. Và đây đây các bạn chọn sửa tiếng Anh. Rồi xong. Thì đây các bạn xem cái này xuất hiện như nào nhé. Đây. Anthony thêm vào công sự. Đó. Thì các bạn sang phần xuất hiện danh mục ở đây. Thì các bạn chọn cho tôi cái từ tương tự là Bộ Giáo dục Đào tạo sửa tiếng Anh. Thì nó ra cho chúng ta đây ở phần tiếng Anh như này. Nhưng đây có một mâu thuẫn là khi mà sửa cái này hợp với tiếng Anh nhưng cái phần tiếng Việt của chúng ta lại không được hợp lắm. Thì cách giải quyết chúng ta làm như thế nào? Thì thông thường cách giải quyết chúng ta có thể làm như sau. Chúng ta lấy phần sắp xếp, ví dụ ở đây tôi sắp xếp theo tiếng Việt trước. Sửa theo tiếng Việt. Đó. Sau khi sửa tiếng Việt được nhảy thì các bạn sẽ làm động tác này, các bạn copy như này. Ctrl C, copy. Rồi chúng ta Ctrl V chúng ta dán vào đây. Chỗ này thì chúng ta để dạng hình thức đánh số tự động đúng không ạ? Còn ở đây chúng ta muốn giãn dòng làm sao mà cho giống hệt như ở phía dưới. Rồi. Vậy là chúng ta xong được phần tiếng Việt. Thì sau khi xong tiếng Việt, ở đây hợp với từ tiếng Việt ở trên này rồi tiếng Anh thì lại hơi ngược. Vậy chúng ta lại chọn một lần nữa. EndNote này. Chúng ta chọn sửa Bộ Giáo dục Đào tạo tiếng Anh. Thì ra nhảy. Khi ra nhảy thì các bạn chỉ làm thêm một động tác. Như này các bạn xóa hết cái phần tiếng Việt để trên này đi. Thì hai cái này tự động ghép với nhau. Chúng ta ra các bạn nhìn thấy không? Vậy là chúng ta có được thứ tự của phần tiếng Việt ở trên, phần tiếng Anh ở dưới. Ở đây các bạn hoàn toàn các bạn có thể thêm là tài liệu tham khảo phần tiếng Việt. Các bạn ghi tiếng Việt ở đây. Còn phần đây các bạn ghi tiếng Anh. Vậy thao tác này thì chúng ta cần phải chú ý là trong quá trình chúng ta thêm tài liệu tham khảo thì tài liệu tham khảo tiếp tục dao động, cho nên chúng ta sẽ không làm cái thao tác này từ đầu, mà khi mà chúng ta kết thúc thêm hoặc là kết thúc thay đổi tài liệu tham khảo thì chúng ta mới làm động tác này để nó bị tránh bị sai sót. Như vậy là trên đây thì tôi đã hướng dẫn với các bạn về cách sắp xếp tài liệu tham khảo theo thứ tự tiếng Việt lên trước, tiếng Anh ở sau. Trong phần tiếng Việt thì sắp xếp theo thứ tự theo tên của tác giả, còn trong phần tiếng Anh thì sắp xếp theo thứ tự theo họ của tác giả.
Hy vọng là qua clip chia sẻ này thì các bạn ai cũng có thể làm được cái phần này. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh YouTube của Đào Văn Đôn. Mình rất mong nhận được những câu hỏi, góp ý của các bạn ở phần bình luận. Để nhận được những clip mới nhất của Đôn, các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và nút chuông ở ngay dưới clip này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip khác.